Thì chúng ta chuyển qua nhìn vào một cái tài liệu cũng khá thú vị được chia sẻ bởi Cryptocurrency app thường đã đăng trên những mạng xã hội. Các bạn thấy được là trong cái hình này chúng ta thấy là có ba công ty ba cái logo Tesla, Square và MicroStrategy. Thì ba cái logo này là ba cái logo đại diện cho ba công ty lớn mà đang đầu tư vào thị trường bitcoin này và bên dưới này đó chính là chúng ta đang nằm ở đâu trong cái giai đoạn phát triển của thị trường bitcoin này và chúng ta là những người đầu tư sớm hay chúng ta đã đầu tư trễ rồi. Thì các bạn đi rồi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ bên dưới này, đây là một cái mô hình rất là bình thường trong những cái mảng đầu tư công nghệ. Các bạn thấy được thường một mảng đầu tư công nghệ đã chia ra làm tổng cộng là 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gọi là innovators hay là những người mà dẫn đầu sự đổi mới thì những người mà dẫn đầu sự đổi mới này đó đó chính là những người như là các bạn thấy là mới đầu có công nghệ mới thì là những người mà đi đầu những người mà thường là hiểu về công nghệ đam mê công nghệ cho nên họ mới dẫn đầu trong trường hợp của bitcoin đây chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy là những người mà bắt đầu um, từ năm 2009 tới năm 2012 khi mà thị trường này không có nhiều nơi các bạn có thể giao dịch được phần lớn người ta tham gia vào tại người ta cảm thấy thú vị người ta đam mê công nghệ blockchain cho nên người ta mới tham gia vào còn giai đoạn thứ nhì gọi là early adopter nghĩa là giai đoạn những người chấp nhận sớm thì đối với thuận giai đoạn này là giai đoạn từ năm 2013 cho đến thời điểm hiện bây giờ chúng ta bây giờ đã cuối cái thời kỳ của những người chấp nhận sớm rồi có nghĩa là các bạn thấy là bắt đầu chúng ta thấy những người mà có thể nhìn được tiềm năng của mảng đầu tư Bitcoin này nhìn được tiềm năng của Bitcoin cho nên bắt đầu bỏ tiền của mình ra vào đầu tư trong thị trường này như là nhiều bạn hiện bây giờ và chúng ta vẫn là thiểu số chứ không phải là đa số giai đoạn thứ ba kế tiếp giai đoạn kế tiếp của bitcoin thì nghĩ chúng ta đang nằm trong giai đoạn thứ hai cũng như là cái tài liệu này được chia sẻ bởi crypto giáp thường là những công ty à, tham gia vào những người mà chấp nhận nguy hiểm cao mới tham gia vào mà thôi Giai đoạn thứ ba đó chính là giai đoạn gọi là early majority hay là giai đoạn này gọi là đa số chấp nhận sớm. Thì đa số chấp nhận sớm đây là cái giai đoạn mà các bạn sẽ thấy được là giả sử các bạn có 10 người bạn đi thì 5 trên 10 người đã đầu tư vào Bitcoin rồi. Thường nghĩ là giai đoạn này chúng ta vẫn chưa xảy ra. Giống như các bạn à, quen biết cái bạn à, của các bạn đi các bạn thấy được là chúng ta có bao nhiêu bạn thì có phải là phân nửa bạn của các bạn đã đầu tư vào Bitcoin rồi hay là không? hay là vẫn là chưa tôi nghĩ là nghe nói về bitcoin bây giờ hầu như ai cũng nghe nói rồi hiểu về blockchain thì nghĩ là cũng có nhiều người hiểu nhưng mà thực sự sở hữu bitcoin thì thường cảm thấy bây giờ vẫn chưa có bao nhiêu người cho nên chúng ta vẫn chưa thực sự bước vào cái giai đoạn gọi là đa số chấp nhận sớm nghĩa là năm trên mười người vẫn chưa có đầu tư về bitcoin ở thời điểm hiện tại kế tiếp đó chính là giai đoạn thứ tư gọi là late majority hay là đa số chấp nhận chảy đây là cái thời điểm mà các bạn thấy được là 10 người thì 7 người đã đầu tư vào Bitcoin rồi Có nghĩa là những người mà các bạn thấy là à, Trước đây không thích Bitcoin nhưng bây giờ cũng đã đầu tư vào Bitcoin rồi Có thể nói là 7 trên người đã có Bitcoin Đây gọi là cái giai đoạn những người chấp nhận trễ Đa số nhận trễ và cuối cùng Giai đoạn cuối cùng đó chính là cái giai đoạn gọi là laggers Là những người chậm chấp nhận nhất Giống như là các bạn thấy rồi những người mà có thể là ba mẹ của mình Hay là thậm chí ông bà của mình Thì khi nào họ mới đầu tư vào Bitcoin Những người đó là những người mà sẽ là người cuối cùng Đầu tư vào trường Bitcoin này Chúng ta có thể nhìn à, vào cái mô hình này mà liên tưởng tới những cái công nghệ như là các bạn thấy được là chúng ta có Facebook, chúng ta có iPhone, chúng ta có mua hàng online vân vân Thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có thể áp dụng mô hình này và các bạn thấy được là cho đến thời điểm này đó giống như chúng ta lấy Facebook là ví dụ đi chúng ta thấy được là chúng ta nói tới đầu tư vào facebook chúng ta đã tới cái phần cuối rồi có nghĩa là những người mà chấp nhận chậm nhất bây giờ đã có mặt ở trên facebook và mới có mặt trong vòng thời gian hai ba năm nay thôi có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào youtube cũng tương tự mà thôi bây giờ thì những người mà chậm chấp nhận nhất cũng đã sử dụng youtube thì đối Thuận chúng ta à, nhìn vào bitcoin thường vẫn nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái giai đoạn thứ nhì này nghĩa là những người chấp nhận sớm cho nên thường vẫn có lòng tin đầu tư vào bitcoin hoi đồ dài hạn là một cái lựa chọn vẫn còn rất tốt tới với thùng tại vì chúng ta vẫn còn cái chặng đi rất là dài trước mặt chúng ta đây là điều mình thường muốn nói với các bạn khi mà nhìn vào cái mô hình này kế tiếp thì đây là một cái tài liệu được chia sẻ bởi crypto daily ở trên twitter thì thực sự mình nói đây gọi là rainbow chart có nghĩa là cái mô hình cầu dòng của bitcoin cái đường màu đen bên trong này các bạn thấy được đấy, cái đường màu đen này đó chính là giá của Bitcoin nhưng mà tính theo logarithmic có nghĩa là tính theo cái phần trăm chứ không tính theo là cái giá đô la tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta tính theo cái giá đô la đó, thì cái biểu đồ Bitcoin nó sẽ lên xuống rất là dữ giống như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà tính theo logarithmic có nghĩa là tính theo phần trăm tăng trưởng đó thì 100 đô uh, lên tới 200 đô hay là 100 ngàn lên tới 200 ngàn thì trên mô hình này nhìn cũng giống nhau có nghĩa là tính theo cái phần trăm tăng trưởng mà thôi thì các bạn thấy được là trong thì dài hạn đó Mô hình tăng trưởng của Bitcoin lúc nào cũng hầu như đi trong cái mô hình cầu dòng này Thì các bạn hiểu là mỗi một màu là đại diện cho một cái cảm xúc trên thị trường Và chúng ta bây giờ đã đang trong cái phạm vi dựa theo mô hình này là màu gì Đó chính là cái màu vàng Có thể là từ màu vàng nhạt lên tới màu vàng đậm Thì các bạn hiểu được chúng ta đã bắt đầu đi vào cái tình trạng chính giữa đây có phải là một bóng hay không cho đến FOMO Intensify nghĩa chúng ta đã đi vào cái tình trạng là gần đến thời điểm FOMO cực đỉnh rồi thì có nghĩa là đây là thời điểm chúng ta thấy giá cả sẽ tăng rất là nhanh dựa theo mô hình cầu vòng và đương nhiên khi mô hình cầu vòng này các bạn thấy được là giá Bitcoin mà đi vào dùng màu đỏ đó chính là cái thời điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến để mà chốt lời nhưng mà cái thời điểm mà tăng chứng mạnh vẫn còn trước mặt của chúng ta đó chính là cái thời điểm FOMO cực mạnh chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi bây giờ thì một cái tài liệu khác nữa. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một cái Twitter uh, chia sẻ bởi uh, Secret ở trên Twitter các bạn thấy được đây là một cái mô hình mà thường cảm thấy là thú vị cho nên không muốn mang đến cho các bạn. Thì chúng ta nhìn vào Bitcoin mới đây là Bitcoin đang nằm trong cái vùng nào dựa theo mô hình của cầu vòng thì chúng ta bắt đầu bước vào cái thời kỳ gọi là FOMO cực mạnh, nghĩa là lúc mà giá cả sẽ tăng trưởng một cách mà các bạn không thể tưởng tượng được. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái mô hình này Đây là cái mô hình liên quan tới altcoin Thì chúng ta đang nằm ở trong cái dùng nào liên quan tới altcoin Thì đối với lại secret thì chúng ta có ba cái dùng altcoin Chúng ta có ba giai đoạn cho altcoin giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bắt đầu Thì sau khi Bitcoin tăng mạnh thì chúng ta sẽ thấy được là những cái altcoin mà thật sự lớn dũng hóa mạnh có nhiều người hỗ trợ có vốn hóa đến từ nhiều nơi và nhiều người tin tưởng cộng đồng mạnh những cái token đã sẽ tăng trưởng đầu tiên như là các bạn thấy những đồng trong cái top 10 như là ethereum hay là binance hay là chúng ta uh, thấy uh, cardano vân vân và sau đó khi chúng ta đã bước vào cái uh, giai đoạn thứ nhì đó chính là những cái đồng có thể nói là những đồng giả sử như xếp hàng thứ 50 hay là 70 vân vân những đồng mà ít người biết đến nhưng mà vẫn là một trong những đồng mà có cộng đồng tốt những đồng mà có những nhà lãnh đạo mà có tầm nhìn thì những đồng đó mà uh, là những đồng mà có nhiều người cũng đã tích lũy từ đâu nay đã bắt đầu sẽ thấy sự tăng trưởng nhưng mà tới cái cuối đó chính là những đồng mà các bạn chưa hề nghe nói tới những đồng mà người ta nghĩ là đã chết rồi thì đột ngột lại có sự tăng trưởng mạnh đây là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải nên suy nghĩ đến để mà chốt lời altcoin thì đối với thuận bây giờ chúng ta vẫn đang nằm ở trong cái vùng thứ nhì này có nghĩa là các bạn vẫn chưa thấy cái tình hình là sáng sớm các bạn thức gì lại cảm thấy là đồng altcoin này tăng nhưng mà những altcoin này nó nằm hạng thứ là 100 là mấy đột ngột lại đi vào cái vùng top 100 hay là các bạn thấy những khôi này hầu như là chúng ta chưa hề nghe nói ai đang lưu trữ hay là không thấy mặt trên những cái sàn lớn nhưng mà đột ngột tăng trưởng mạnh đó chính là thời điểm cuối chúng ta bây giờ vẫn nằm trong cái thời điểm là những cái khôi nhỏ đang pump rất mạnh cho nên chúng ta đã không còn nằm trong giai đoạn một nữa mà chúng ta đã bước qua giai đoạn 2 rồi cho những cái khôi. thì bây giờ những cái khôi mà ít người biết đến nhưng mà có một câu chuyện tốt có cộng đồng tốt thì đang pump rất là mạnh chúng ta có thể suy nghĩ đến những cái đồng liên quan tới DeFi chúng ta thì nghĩ tới những cái đồng liên quan tới mạng NFT thì đang được pump mạnh thì bây giờ chúng ta vẫn chưa bước qua giai đoạn thứ ba và đối với thượng thì Allcoin đang nằm trong giai đoạn thứ nhì đây cũng là một cái cách suy nghĩ mà thôi nhưng mà tôi cũng mang đến thì các bạn có thêm một thông tin thì kế tiếp đây là một cái thống kê được chia sẻ bởi Missouri thì chia sẻ này cũng rất là thú vị tại vì các bạn thấy được là cho dù chúng ta có bao nhiêu sàn đi nữa chúng ta thấy được chúng ta có sàn Coinbase có sàn Binance, FTX, Gemini, Kraken, OKX toàn là những sàn lớn không nhưng mà các bạn thấy được là chỉ có là khi mà một đồng nào đó lên trên sàn Coinbase thì rất rõ ràng là giá cả tăng trên nước mạnh kế đó là OKX kế đó nữa là cái sự bằng nhau giữa Kraken với lại Binance các bạn thấy được là cho dù chúng ta có một đồng mới lên trên sàn Binance, FTX, Gemini, Kraken, OKX thì cũng không có hẳn là đồng này sẽ được pump Nhưng mà một đồng nào mà được lên trên sàn Coinbase là hầu như là cơ hội pump rất là cao Chúng ta đã từng chứng kiến trong thời gần đây liên quan đến Cardano chúng ta đã chứng kiến liên quan tới những cái đồng altcoin mà được lên trên sàn của Coinbase thì pump mạnh như thế nào cho nên Coinbase vẫn là một cái sàn mà nhiều người quan sát hiện bây giờ và trung bình khi một đồng mới lên sàn Coinbase thì trong vòng 5 ngày trung bình thì sẽ tăng trưởng 91% Cho nên khi mà thông tin liên quan đến Coinbase mà hỗ trợ đồng nào đó thì đây là thông tin rất là lớn được chia sẻ rất nhiều